Rồi hôm nay chúng ta tiếp tục đến những cái vòng xoay các bạn. Rồi vòng xoay chúng ta quay rất là nhanh luôn. Rồi dừng lại ở một ô màu xanh dương nha. Đây là ô màu xanh dương ở trên. Wow, cái ô thì có một cái gì đó rất là cứng luôn bạn. Ủa là con Stegosaurus. Đó, lưng này gai luôn. Lưng nó đầy những chiếc gai sắc nhọn các bạn. Đuôi nó cũng có bốn cái gai nhọn xung quanh luôn. Đó, thân hình cực kỳ là khổng lồ. Em bước đi ở khu ở trong khu vườn khủng long rồi nha. Đó, tiếng kêu rất là to luôn. Thân hình của nó hiện quá là to lớn và những chiếc gai lưng rồi đầy lưng luôn bạn. Xếp thành hai hàng đều nhau luôn. Đấy, con Stegosaurus là một loài khủng long nhỏ vậy. Vũ khí của nó là bốn cái gai nhọn sau đuôi. Khi mà nó gặp kẻ thù thì sự sử dụng bốn cái gai đó quật vào người kẻ thù của nó nha. Rồi dòng xoay cũng đang vẫn tiếp tục xoay. Đấy đâu có một cái ô màu hồng các bạn. Đấy, cái ô này thì bên trong mình thấy có một cái gì đó một rất là nhọn luôn. Wow, là một cái đuôi cực kỳ dài của một con Amegasaurus rồi các bạn. Đấy, con Amegasaurus này thì có gai ở trên đầu rất là nhiều luôn. Đấy, Amegasaurus chúng ta đang nằm ngủ các bạn. Đầu nó thì có rất là nhiều những cái gai nhọn luôn. Rồi, ngủ xong thì nó đứng dậy và đi rồi. Thân hình nó rất là to, đứng dậy rất cực kỳ khó luôn kìa. Đấy, bước đi chậm 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 này. Trời ơi, những bước đi cực kỳ nặng nề luôn. Đấy, Amegasaurus là một loại khủng long ăn cỏ vậy. Đấy, bước một bước bụi văng lên luôn, dòng xoay xoay rất là nhanh luôn. Và một cái ô màu đỏ bạn. Cái ô này có một con trai xe top màu tím kìa. Đấy, tấm khiên trên đầu nó hình tròn và có ba cái sừng nhọn kìa các bạn. Đây, con trai xe tóc này đang bị thương các bạn, nhìn rất là tội luôn. Người nó đầy vết thương luôn. Trời ơi, xung quanh nó thì có rất là nhiều những con khủng long khác nữa. Đó là một bầy trai xe tóc đang đi dạo trong khu vườn để tìm cỏ là thức ăn các bạn. Rồi, nó đang ăn cỏ kìa. Da nó thì rất là dài luôn. Đây, đang nằm chơi đuôi đám cỏ rất là vui đúng không bạn. Rồi dòng xoay vẫn đang xoay rất là nhanh luôn. Rồi, dừng lại một cái ô màu đỏ. Đấy, ô màu đỏ chúng ta thì có một cái con gì đó trong này mình thấy có hai cái mang vậy. Là một con Dilophosaurus nha. Rồi, mình thấy hai cái mang của nó rất là nhiều màu sắc luôn. Màu cam, màu vàng, màu xanh này. Dilophosaurus là một loại khủng long ăn thịt nha. Rồi, cánh cổng mở ra rất là nhiều con Dilophosaurus đang bước ra từ cánh cổng này. Rồi, những cái răng cực kỳ là sắc nhọn luôn. Rồi, nó đang ăn thịt con. Wow, nó ăn thịt xong rồi đứng chơi đùa với mưa vậy này. Rồi, cái vẻ nó rất là khó chí luôn. Rồi, đang đi với mưa, tiếp tục sang ngồi kìa. Đó, đi cực kỳ là nhanh luôn. Rồi, vẫn đứng trên đồi cỏ ngắm mía gì đó. Đó là Dilophosaurus nha. Rồi dòng xoay cực kỳ nhanh và đến một cái ô màu khác các bạn. Rồi là một cái ô màu vàng.
Còn khủng long đã giúp chúng ta mở được cái ô màu vàng này nha. Đấy, bên trong có một con khủng long đầy gai người luôn, một con ankylosaurus rồi các bạn. Rồi còn ankylosaurus chúng ta thì rất là nhiều những chiếc gai lưng luôn. Còn một cái đuôi cực kỳ là khỏe rồi, to các bạn. Sẽ dùng cái đuôi đó và tấn công kẻ thù của nó nha. Đấy, với cái đuôi đó thì làm nó đi chậm mày. Đấy, bước đi cực kỳ là chậm chạp luôn. Rồi chuẩn bị đánh nhau rồi, sử dụng cái đuôi của nó là đánh nhau rồi. Nó hơi không đánh rồi, bỏ chạy rồi. Rồi là ankylosaurus sau là vừa bỏ chạy lúc nãy này. Đây đang đứng trong bụi cỏ này, không dám ra ngoài luôn mà. Rồi thân hình nó đầy gai góc, khá là đẹp vậy. Rồi dòng xoay chúng ta tiếp tục rồi. Rồi dừng lại một cái ô màu xanh lá là cái ô cuối cùng bạn. Đấy cái ô xanh lá này thì rồi mình sẽ lấy con vật ở trong cái ô là xanh lá này ra nha. Mình thấy có một con này có sừng các bạn. Wow, là một con para các bạn. Đầu nó có một chiếc màu gà. Đấy, para là một con lông rất là hiền luôn. Nó đi dạo dạo trong khu vườn chứ ăn cỏ mà thôi. Đấy, đang đi sau cái cây kìa. Đó, tiếp tục đi sờ chi trên dưới bụi cây các bạn. Đấy, nó bị nhốt bởi những hàng thép gai nên bây giờ nó tìm đường ra các bạn. Rồi xung quanh nó thì có rất là nhiều những con khủng long khác, mấy con Stego, Ankylosaurus các thứ bạn. Rồi vậy là mình đã khám phá hết rồi nha.